mình Tuấn Tạ đây mọi người ơi. Tuấn Tạ xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay Tuấn về một cây sườn Canon Đeo. Canon Đeo này nó là cái tên của nó là Sipnap nha mọi người. Canon Đeo Sipnap. Thì dòng Canon Đeo này thì Tuấn nói sơ ha. Dòng Canon Đeo này thì cũng không xa lạ gì với mọi người á. Trên thế giới nó cũng rất là nổi tiếng. Nó chuyên đi đèo và đi đường trường. Cây này đi đèo thì chạy rất là nhẹ. Đặc biệt sườn Canon Đeo là sườn siêu nhẹ nha mọi người. Thì dòng Canon Đeo này á, là nó tên nó là Sipnap, nhưng mà bản nó là bản 2 mod. 2 mod nghĩa là sao? 2 mod là mọi người thấy trên cái sườn Canon Đeo á, nếu mà nó có cái biểu tượng hình cánh dơi này nè thì nó ghi là 2 module á, gọi là 2 mod. Thì tùy theo đời, cây này, cây sườn này đời 2017, 2018 thì nó ghi có logo ở cái phuộc trước và hai bên cái gấp sau mọi người, là nó đều có logo 2 module ha, hình cánh dơi á. Và nó gọi là 2 module nghĩa là cái phiên bản này carbon cao cấp nhất mà nó nhẹ nhất và cứng nhất, thì nó là cục dạng sườn đỉnh á. Sườn cái dòng mà 2 mod này thì nó ngang với lại cái dòng mà cỡ dòng Bestline mà Edward á, thì nó cái dòng carbon của nó thì nó ngang ngửa với thằng Edward nha mọi người. Thì cho dù những cái sườn đời mới sau này mọi người thấy dòng Canon Đeo luôn đi, thì những cái sườn mà đỉnh của nó mà cao cấp nhất thì gọi là phân khúc vô gọi là dòng 2 mod. Mình cứ nói Canon Đeo mà dòng 2 mod là dòng sườn đỉnh. Rồi sau cái dòng 2 mod đó thì mới tới những cái dòng mà sườn thường, thì nó gọi là Super Sip thường hoặc là Sipnap thường. Rồi tính vô chi tiết cây sườn này ha. Cây sườn này nó là size 48. Rồi cây này còn khá đẹp nha mọi người. Tính đo cây ngang cho mọi người xem nha. Cây ngang tính đo nè. Mọi người coi nè, đây cây ngang nó là 51 nha mọi người. Còn cây đứng á là nó là 45. Cây đứng 45 nha mọi người. Cây này nó có như vậy. Cây này thì không có xài được rút cơ nha mọi người. Cây này chỉ đi được nó là cây sườn này là cây đĩa. Cây sườn thắng đĩa mà nó chỉ đi được rút điện thôi. Nên là mọi người xài cây sườn này thì chỉ có đi được rút đĩa điện. Chứ rút cơ thì mình không có sườn của nó, không có chỗ bắt ngàm thắng nha mọi người. Dòng sườn sườn đời mới nên là nó chỉ đi rút đĩa điện thôi. Cây này lên thì chạy rất là nhẹ. Rồi cây sườn Canon Đeo này thì bây giờ tính vô chi tiết ha mọi người coi nha. Cái gấp trước mà mọi người nhìn nè, rồi không chạy gì hết nha mọi người. Nó còn bóng rất là đẹp. Này Tuấn chưa có đánh mát gì hết, đi từ bên Nhật về thì sao Tuấn để nguyên vậy luôn. Rồi cây ngang thì không chạy gì hết. Rồi mọi người xem ha, Tuấn đi xuống. Cây sườn này thì nó có BB Ceramic trục 30 sẵn luôn. Mọi người về mọi người muốn mà xài dò Shimano thì mình lắp hai cái adapter chuyển 30 chuyển xuống 24 là mình xài được trục 24 nha mọi người. Tuấn có bán hai cục adapter đó luôn. Hai cái cục adapter thì Tuấn bán 200.000 nha mọi người. Và cái đầu chuyển á bằng của Thaiwire chính hãng luôn. Rồi, mọi người xem ha. Đó, rồi. Tuấn đi gấp sau ha. Đi gấp sau cho mọi người coi. Thì một cây sườn xịn á thì bao giờ nó cũng có cái logo. Rồi bây giờ Tuấn quay lại mặt bên đây nha mọi người. Mọi người xem ha, mặt bên đây thì cũng có logo 2 mod nha mọi người. Rồi Tuấn đi lên ha. Lên tới đây, cây sườn này nói chung là nước sơn thì bóng đẹp. Rồi tem UCI chính hãng luôn nha mọi người. Tem này là sơn dập chìm á, là nó phủ bóng lên luôn chứ không phải dán nha mọi người. Là cây sườn chính hãng xịn á thì bao giờ cũng có tem UCI theo hết. Là nó có mã số của cây sườn và cái sườn tên gì thì nó dán cái tem UCI lên. Rồi cây sườn này Canon Đeo hãng ra thì có ISO luôn, là hệ thống tiêu chuẩn quốc tế á. Cây sườn đạt tiêu chuẩn quốc tế nha mọi người. Rồi mọi người xem ha. Rồi Tuấn quay sơ. Rồi bây giờ Tuấn vô một số điểm cái cây sườn mà nó chạy á, thì Tuấn sẽ vô chi tiết cái chỗ chạy ha. Thứ nhất là về cái phần cốt yên carbon này á, thì mọi người nhìn ha. Đây Tuấn đưa xuống cái chỗ sáng cho mọi người xem ha. Nó đây, nó có phần nó cấn tí xíu mọi người thấy ha. Là do cái này, cây này bên Nhật á, nữ họ chạy á, thì họ hạ cốt yên thấp quá, họ dặn hơi quá lực xíu thì nó hơi cấn tí ngay chỗ cái phần cái cốt yên carbon này. Rồi cái phần ở dưới á, à, mọi người xem ha, phần ở dưới chỗ cái này nó rớt sên nè, nó có chạy ha mọi người nha. Rồi đây
đây thì chạy bên đây tí nữa, còn đây thì nó chạy bên đây. Rồi ngoài ra thì không còn điểm chạy nào nữa hết nha mọi người. Ngoài ra cây sườn thì nó rất là đẹp. Rồi bà bát biết thì đầy đủ hết nha mọi người. Rồi cây sườn này tính bao lỗi ha, tính bán cái gì thì cũng rõ ràng. Cây sườn tính bao lỗi, không có lỗi lầm gì hết, tính ra kiểm tra rất là kỹ lưỡng rồi. Với lại họ bên nước ngoài, bên Nhật đó, họ bán thì cũng rất là uy tín. Họ lỗi thì họ nói lỗi, chứ họ không có muốn hàng gửi qua rồi đưa về. Nên tính bao cây sườn này là bao lỗi nha mọi người. Rồi cây sườn Canon Đeo Sitnap size 48, cây ngang là 51, cây đứng là 45. Rồi cây này là chỉ đi được rúp đĩa điện, không có đi được rúp cơ nha mọi người. Mọi người chú ý nha. Nếu mà mọi người nghĩ là về ráp rúp cơ là không có được nha. Này chỉ đi là rúp đĩa điện thôi. Cây sườn này tính bán với giá là 24 triệu nha mọi người. Mọi người quan tâm thì gọi tính số điện thoại 0908 228 222. Rồi, tính cảm ơn mọi người xem video nha. Tính xin chào tất cả mọi người. Hẹn mọi người ở video tiếp theo.